ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự mini phố với diện tích khủng ngang 5, sâu vào tới 18m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu tại trục đường chính Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, nằm ngay sát bên với cầu Bến Phân nha quý vị. Một căn nhà diện tích đẹp, ngang 5 dài 18m, hướng chính nam, vừa với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch, và đang được giao bán chỉ có 5 tỷ 650 triệu đồng thôi. Trệt lửng 3 lầu, chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Căn nhà thì đang được giá bán chỉ có 5 tỷ 650 thôi, tặng full nội thất 500 triệu đồng. Sofa, bàn ăn, giường, tủ, tivi, tủ lạnh. Có giường nệm, máy lạnh hết rồi. Đường trước nhà rộng 10m. Con đường rất đẹp, nằm trong khu đồng bộ 50 căn. Hẻm một xẹt của trục đường Hà Hải Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12. Vị trí nằm ngay sát với cầu Bến Phân, cách quận Gò Vấp khoảng tầm 500-600m thôi. Rất đẹp, rất là đẳng cấp nha. Khu nhà mình đã bán về ở hết rồi. Và căn nhà mình là một căn nhà nằm cuối hẻm, rất là thuận tiện cho gia đình nào có xe hơi. Căn nhà cuối hẻm có trồng cây ra phía ngoài này. Nhà nằm cuối hẻm rất là thuận tiện, nhà nào để xe máy, xe hơi, trồng cây xanh, nuôi mèo, nuôi chó ra phía ngoài nha. Ở đây thì chủ nhà có trồng một cái cây hoa giấy, một cây hoa giấy và một cây vú sữa nha anh chị. Đấy, quá là đẹp, quá đẳng cấp. Ngang 5 sâu vào 18m, thiết kế theo phong cách hiện đại. Đấy. Hướng chính nam, chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm xin pha 4 cánh, khoảng sân 2m, anh chị đậu thoải mái xe máy phía bên ngoài. Phía trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô, đậu thoải mái 2 ô tô trong nhà. Sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, kệ tivi, tường thì ốp nhựa PVC và dán giấy dán tường. Một căn nhà diện tích rất là đẹp, ngang 5 dài 18m. Rất đẹp, rất dài. Gia đình nào muốn lắp đặt thang máy cũng được nha. Trên có đèn chùm thạch cao, đèn LED. Giá bán chỉ có 5 tỷ 650 triệu đồng thôi. Sổ hồng riêng, hoàn công, sổ sách đầy đủ hết rồi. Khi anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở nha. Thì vài hôm nữa thì chủ nhà tặng thêm tủ lạnh, tivi, máy lạnh. Căn nhà quá là rộng rãi, quá là thoáng nha quý vị. Chỉ có giá bán có 5 tỷ 650 triệu đồng. Đây là một trong những căn nhà diện tích khủng và mua đáng cho chúng ta mua ở nhất năm 2023, cuối năm 2023. Diện tích rất là to và rộng nha anh chị, ngang 5 sâu vào tới 18m. Bên này anh chị sẽ có một cái tủ rượu, gỗ An Cường hết nha. Đấy, có chạy led phía bên trong. Cầu thang thì được làm áp sát tường, ốp đá hoa cương, tay vịn của cam xe và sử dụng kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp trong này thì sẽ được tặng một cái bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp gỗ An Cường, trên có chạy led thạch cao, tường bên tay trái sẽ được ốp kính nha, có hệ thống camera an ninh đầy đủ hết rồi. Một căn nhà với diện tích đẹp, rất là rộng, dài, thoáng mát ở cực kỳ sướng. Và chủ nhà sẽ tặng thêm tủ lạnh và thêm cái tivi kèm với máy lạnh nữa nha. Hiện giờ thì chưa lắp, mới đặt mua thôi. Phía sau thì có trừ lại tầm 1,5m, gần 2m để làm khoảng giếng trời. Và sân sau cho anh chị giặt phơi đồ phía dưới này. Đấy, cả nhà quá là VIP nha quý vị. Diện tích to, giá rẻ, chỉ có 5 tỷ 650 triệu đồng thôi. Vẫn còn thương lượng nha. Giá vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2023. Sống riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Ở dưới đây thì sẽ được ốp đá trắng, có ốp kính lên tường, và phòng bếp này, tủ bếp của An Cường. Căn nhà quá là đẹp, quá là đẳng cấp, diện tích to ở cực kỳ sướng luôn. Đường trước nhà rộng 10m, con đường nhà mình nằm cuối hẻm, khu đồng bộ 50 căn, có cổng chung nha quý vị. Di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với không gian tầng lửng. Tầng lửng của chúng ta sẽ được ốp gạch 80, gạch bóng kính và tặng lại sofa, kệ tivi. Hai bên thì có ốp nhựa và dán giấy dán tường nha. Trên đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Một căn nhà diện tích rất là to, rất là khủng. Giá bán cực kỳ êm nha quý vị. Chỉ có giao bán có 5 tỷ 650 thôi. Và vẫn còn thương lượng nha. Phía sau có cửa sổ ra sau luôn. Đấy, căn nhà quá là đẹp nha anh chị. Diện tích to ở rất là thích luôn. Phía sau là trường mầm non. Do vậy thì rất là trống và thoáng nha. Đây, phía sau là cái chị ngôi trường mầm non này. Giờ em quay cũng đã 7 giờ tối rồi nên là học sinh nghỉ hết rồi. Trường nó rất là lớn nha. Đấy, nhà nào mua về ở thì giữ trẻ cũng gần. Hệ thống wifi có hết rồi nha. Căn nhà quá đẹp, quá sang. Đang được anh chủ nhà chào bán chỉ có 5 tỷ 650 thôi.
tặng full nội thất trong nhà. Đây, cùng em di chuyển lên phía trên, nhà xây mới và cực kỳ đẹp, cực kỳ chill. Có 5 phòng ngủ luôn, 6 vệ sinh. Phòng ngủ thì có nội thất giường, tủ, kệ, tivi đầy đủ hết rồi. Phòng rất là rộng nha anh chị. Đây, phòng ngủ rất là rộng, có rèm cửa. Thiếu một máy lạnh thôi, máy lạnh thì vài hôm thì chủ nhà sẽ vào luôn. Đấy, giá bán chỉ có 5 tỷ 650 thôi nha. Vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Phía ngoài đây thì chúng ta sẽ có ban công đúc tầm 1m2, cửa nhôm xin pha. Và anh chị có được chủ nhà trồng cây xanh phát tài núi ra phía bên ngoài đây. Đấy, dây leo phát tài núi. Đấy, phòng rất là rộng nha anh chị. Phòng cực kỳ khủng khiếp luôn. Toilet cũng làm rộng và đẹp. Đây, gạch ốp cao đụng trần, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt, gương led, vách tắm kính, vòi sen thuyền. Căn nhà giá bán rất là ngon, chỉ có giao 5-6 năm chục thôi. Phía sau đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Ở không gian phòng ngủ số 2 của chúng ta thì cũng có giường 1m8, nệm, tủ quần áo và kệ tivi. Đấy, máy lạnh thì chủ nhà sẽ lắp đặt sau. Nhà vệ sinh rộng rãi luôn nha. Nhà hơi dơ tí, chuẩn bị dọn dẹp và vào nội thất thêm. Có rèm cửa. Đấy, khu vực phía sau thì sẽ là một ngôi trường mầm non, do vậy nhà mình cực kỳ thoáng mát. 5 tỷ 650 thương lượng nha anh chị. Anh chị chỉ đến đây thì sẽ được bà Hưng hỗ trợ giá tối đa nhất. Nhà nằm cuối hẻm, đậu xe hơi, xe máy và trồng cây xanh thoải mái. Mùa ở rất là thích luôn. Tiến lên trên chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4 nhé. Anh chị đang xem video thì chúng ta hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nhé. Đây, giống như hệt bên dưới thôi. Xây dựng rất là đẹp, phòng ngủ rộng. Phía ngoài thì có phát tài núi, có ban công, rèm cửa. Đây, toàn cây mới, cây đẹp. Phòng ngủ thì quá là thoáng luôn, giường 1m8, 2m. Giường ngoài thì 2m, giường trong thì 1m8 nhé. Hướng chính nam nha quý vị. Ngân hàng chắc cho vay được tầm 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ bảy gì đấy. Số công nhận đủ không lộ giới. Toilet làm rất là rộng nha. Gia đình nào muốn lắp thêm thang máy chúng ta có thể lắp ở phía sau được. Phía sau đây là phòng ngủ số 4 này. Đấy, có cửa sổ sau. Quá là ok luôn nha anh chị. Mọi người xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông đi. Nhớ thả like. Và nếu chúng ta có nhận xét gì về căn nhà chứ bình luận xuống dưới video, Ba Hưng sẽ trả lời 24/24 nha. Gạch đá ném thoải mái nha anh chị. Đấy, kênh em thì anh chị chỉ ném gạch đá thoải mái. Nói chung là mỗi người mỗi ý, chúng ta chỉ bình luận xuống dưới, Ba Hưng sẽ trả lời 24/24. Tiến lên trên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 5, toilet số 6 và khoảng phòng thờ sân thượng trước. Đây, phòng số 5 này thì đang để trống nha, chưa làm nội thất. Đây, phòng này thì gia đình nào chỉ làm phòng tập gym, tập thể dục thể thao, phòng để đồ cũng được, thoải mái nha, làm phòng ngủ cũng được, cho người giúp việc cũng được, có nhà vệ sinh trong đây luôn. Đấy, làm rất là rộng, sinh rộng rãi. Giá bán quá là rẻ rồi, có 5 tỷ 650. Phía ngoài đây sẽ là phòng thờ và sân thượng trước. Sân thượng trước ở đây thì chủ nhà có trồng rất là nhiều cây xanh. Đây, chúng ta giặt phơi đồ ngoài này thoải mái, có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc nha. Trên đúc hết luôn. Và phòng thờ quá là rộng. Phơi đồ ở dưới hoặc ở trên này cũng được. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.